Xin chào các bạn, hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Con đường tơ lụa của nhà hoành Yota nhé bạn. Thì khi vào game các bạn sẽ được lựa chọn một trong những lớp nhân vật sau. Thứ nhất là phi thiên kiếm, các bạn có thể lựa chọn nhân vật nam hoặc nữ nha bạn. Thứ hai là hương hắc sát. Thứ ba là phá thiên cung. Thứ tư là chiến sĩ nha các bạn. Thứ năm là pháp sư. Cuối cùng là mục sư. Thì tất cả các lớp các bạn đều có thể lựa chọn giới tính nam hoặc nữ và có thể xem trước màn hình của mình. Sau đó thì bạn tiến hành nhập tên và tiến hành vào game thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào game, lựa chọn là mục sư. Thì Con đường tơ lụa là một cái tựa game nhập vai MMORPG với đồ họa là đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt do nhà hoành Yota phát hành tại thị trường Việt Nam nha các bạn. Thì giống như cái tựa game khác thì các bạn chỉ cần nhấn vào phần nhiệm vụ thì nó sẽ tự động làm cho các bạn thôi. Nên là các bạn không cần phải làm gì hết. Thì giống như những cái tựa game nhập vai hồi nay thôi bạn. Thì Con đường tơ lụa mobile chính là việc dựa trên cái lịch sử ấn tượng của siêu god, thứ mà nói liền là Liên minh Trung Hoa và các nước Hồi giáo và châu Âu, kết hợp chúng với một số yếu tố huyền ảo như là yêu thú với vật tạo nên một cái bối cảnh vừa quen vừa lạ rất là cuốn hút cho bạn người chơi. Thì trong Con đường tơ lụa mobile, tất cả bạn người chơi sẽ được lựa chọn một trong những lớp nhân vật như là mình nói lúc đầu, như là phi thiên kiếm, phá thiên cung, hương thất sáng, chiến sĩ, pháp sư, mục sư, vân vân. Giới tính nhân vật không bị khóa, nhưng mà tiếc là bạn không phải tùy biến thoải mái diện mạo nhân vật như là mái tóc, mặt mũi được nha các bạn. Bù lại thì game cũng dành cho bạn người chơi không thiếu những cái lựa chọn để cho làm đẹp cho nhân vật in game như là cánh nè các bạn, thời trang, tọ kỵ cho đến biến thân thành ma. Vẫn là những cái công đoạn quen thuộc như là chạy quest làm nhiệm vụ để lên kinh nghiệm, cho đến tham gia vào những cái phụ bản để săn boss, quần tiêu, vân vân. Tất cả mọi người chơi sẽ tìm cách nâng cấp sức mạnh nhân vật thông qua các công đoạn tìm kiếm trang bị mới, biến thân, hóa hình, nâng cấp kỹ năng, kiện đúc vũ khí, vân vân. Toàn những thứ khá là cơ bản của dòng game MMORPG mobile nha các bạn. Thông qua game hữu khi trải nghiệm Con đường tơ lụa mobile sẽ chú ý nhất chính là nền tảng đồ họa 3D chất lượng vô cùng đỉnh cao luôn nha các bạn. Qua xây chuyển và phóng to thu nhỏ tùy ý từng khung hình được xử lý một cách đầy ổn thỏa từ phía ngoài hình, ngoại cảnh cho đến nhân vật và NPC cũng như là kiến trúc nha các bạn. Thì nhắc đến kiến trúc thì do bối cảnh trải dài nhiều nơi thì game đã dày công lên xây dựng và nghiên cứu và tái tạo lại những cái kiểu quách đa dạng của thời kỳ, từ hành trì nhà đường hùng vĩ cho đến những cái hầm ngục âm u của yêu giới. Nhìn chung thì Con đường tơ lụa mobile vẫn đi theo cái lối chơi cài cuốc của những tựa game MMO mobile trên thị trường và không có những điểm nhấn để nổi bật ra. Đủ lại thì những các bạn người chơi từng một thời chinh chiến với cửa cái tựa game Con đường huyền thoại PC sẽ thấy sự nâng cấp về đồ họa đạt chuẩn cho đến những cái yếu tố trung thành với game bản gốc là những cái ưu điểm không hề chối từ. Thì đó là review sơ lược một chút xíu về cái tựa game này. Các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình tham khảo nha bạn. Hiện tại thì tựa game này đã chính thức ra mắt. Ở ra mắt lâu rồi bạn. Tạm nay mình nói review với các bạn. Các bạn cùng xem sơ qua gameplay nha bạn.
thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn bè mình cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.